Vì sao? Này các thiên tử, vì lìa sắc nên lìa hữu tình, vì lìa thọ tưởng hành thức nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xứ nên lìa hữu tình, vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa sắc xứ nên lìa hữu tình, vì lìa thanh hương vị xúc pháp xứ nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa nhãn giới nên lìa hữu tình, vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý giới nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa sắc giới nên lìa hữu tình, vì lìa thanh hương vị xúc pháp giới nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa nhãn thức giới nên lìa hữu tình, vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa nhãn xúc nên lìa hữu tình, vì lìa nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra nên lìa hữu tình, vì lìa các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa địa giới nên lìa hữu tình, vì lìa thủy hỏa phong không thức giới nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa vô minh nên lìa hữu tình, vì lìa hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa bố thí ba la mật đa nên lìa hữu tình, vì lìa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa pháp không nội nên lìa hữu tình, vì lìa pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh nên lìa hữu tình. Này các thiên tử, vì lìa chân như nên lìa hữu tình, vì lìa pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh linh sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ nên lìa hữu tình.